Quý vị có tin là ở quận Hà Đông vẫn còn những căn nhà 4 tầng 1 tỷ 900 triệu đồng không? Ở trong video này, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu tới quý vị một căn nhà với hướng nhà là hướng Tây Nam, diện tích 31m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ, giấy phép xây dựng đầy đủ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và đặc biệt, căn nhà này cả nhà và cả đất 4 tầng chỉ có 1 tỷ 900 triệu đồng thôi. Như vậy với căn nhà này, quý vị chi trả trước cho Ngọc Ánh khoảng tầm 800 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa 35 năm, tối thiểu là 3 năm với những cái lãi suất cực kỳ ưu đãi. Và căn nhà này thì nó rất là thoáng mọi người nha. Đây, đường ngõ trước nhà 2m cách với lại đường ô tô đi lại 50m, cách với trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 150m. Căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong hết chỉnh chu, theo như hiện trạng thì có thể dọn đồ về ở ngay. Hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt đầy đủ. Điện sử dụng là điện EVN Hà Nội, nước sử dụng nước sạch sông Đà. Với phần mặt tiền của ngôi nhà thì nó là khoảng tầm 3m3. Và với cái phần thiết kế cửa chính của ngôi nhà, hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là lớp cửa kính cường lực. Sổ đỏ đầy đủ. Cụ thể vị trí căn nhà này nó thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Nó rất là gần với lại cầu Mê Lĩnh, gần với lại bến xe Yên Nghĩa, gần với trục đường quốc lộ 6, xung quanh giao thông đi lại cực kỳ thuận tiện. Bởi vì từ vị trí căn nhà này ra tới trục đường quốc lộ 6 nó chỉ khoảng tầm 150m như Ngọc Ánh chia sẻ. Và mọi người biết rồi, khi em đã review chi tiết cụ thể đường hướng giá thì mọi người cứ yên tâm, cái thông số của nó khá là chuẩn, nó sát với thực tế nhất có thể. Ngọc Ánh đang đứng ở đây, đó là cái phần phòng khách của ngôi nhà. Phần hoàn thiện của ngôi nhà thì cũng gần như là cơ bản xong rồi. Hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng tiết kiệm điện, vách PVC giả nhựa, giả gỗ mọi người ạ. Để đây để làm cái phần chỗ phòng khách để kệ TV. Phần hoàn thiện chủ đạo của cái ngôi nhà này, màu sơn là màu trắng, gạch lát nền, kích thước gạch 60-60, vân đá. Đường ngõ trước nhà thì rất là thoáng, đi lại thuận tiện, gần với lại trường mầm non tiểu học cấp 1, cấp 2, phường Biên Giang. Và với cái căn nhà này, sổ hộ khẩu ở quận mà quý vị chi có phải chi trả trước tầm 8 đến 900 triệu tiền mặt thôi thì mọi người nghĩ rằng em đang câu like, nhưng mà không phải nhá, bởi vì phần còn lại là ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay ngân hàng trong vòng cái thời hạn tối đa dài nhất. Và mọi người muốn tìm hiểu về cái phần ngân hàng thì cứ vui lòng gọi điện để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị tốt nhất về cái phương thức vay, những cái gì khi mà mua nhà cần thiết. Và đây là cái phần phòng bếp của ngôi nhà, phòng bếp thì cũng được hoàn thiện xong hết rồi. Đó, với căn nhà này với cái giá trả bán 1 tỷ 9 thì thực tế tế để mà nói nó quá rẻ, cho nên mọi người đừng hy vọng quá nhiều vào cái đồ nội thất nó quá cao cấp. Ở đây nó chỉ là tầm trung thôi. Xung quanh bếp thì là ốp đá, mặt bếp ốp đá granite, tủ bếp thì thiết kế tủ gỗ ăn cường chống cong vênh mối mọt, hai tông màu chủ đạo màu nâu và một cái màu trắng. Nói chung là cũng khá là tinh tế và khá là đẹp. Nó không xuất sắc, nó không thể nào mà như một cái ngôi nhà cao cấp toàn bộ từ A đến Z mọi người ạ. Căn nhà này đáp ứng tiêu chí đủ công năng cho quý vị sử dụng thôi. Tầng 1 của ngôi nhà còn có một cái bồn cầu nhỏ nhỏ với vòng vệ sinh này cũng hợp lý mọi người ạ. Đáp ứng cho quý vị cái công năng sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đó. Đây là cái phần vách ngăn, vách lam gỗ ngăn giữa cái phần cầu thang và cái phần phòng khách. Đây, kệ để đồ nho nhỏ. Hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 lên tầng 4 thiết kế là gỗ, mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Ngọc Ánh xin nhắc lại với mọi người, căn nhà 31m², thiết kế 4 tầng, giá bán 1 tỷ 900 triệu đồng cho một ngôi nhà 4 tầng. Vậy thiết kế mấy phòng ngủ thì mời mọi người theo dõi video tiếp theo nha. Với cái ngôi nhà này, tầng 2, tầng 3 và tầng 4 của ngôi nhà, mỗi một tầng thiết kế một phòng riêng. Hành lang đi vào từ cái phía cầu thang bước lên mà vào cái căn phòng ngủ này nó rất là rộng. Nó khoảng tầm 1m2. Tất cả các phòng ngủ ở đây, như ở dưới chân Ngọc Ánh mọi người có thể nhìn thấy, là chủ đầu tư thiết kế lát sàn gỗ. Cửa sổ mở ra phía bên ngoài, thông thoáng, hai lớp cửa an toàn. Cũng như là ở đây chủ nhà lắp cho mình một chiếc rèm cửa rất là xinh xắn, hợp lý. Và cái không gian căn phòng này thì nó rất là vuông vắn quý vị nha. Đây, cực kỳ vuông vắn luôn. Trần phào tranh, thiết kế hợp lý. Phòng ngủ vuông, dễ dàng kê đồ nội thất. Và cái diện tích của cái căn phòng ngủ này nó khoảng tầm được 14-15m². Cửa thông phòng cũng cư như là cửa nhà vệ sinh, thì thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Với cái chất liệu cửa này ấy, thì nó không được đẹp về cái mặt thẩm mỹ, nhưng về cái độ bền thì nó có thể bền hơn gỗ mọi người ạ. Đó.
Đây là cái phòng vệ sinh ở phía tầng 2 của ngôi nhà, thiết kế ở bên ngoài. Đáp ứng cho quý vị về cái bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm. Và ở đây thì toàn bộ thiết bị vệ sinh đều được lắp đặt đầy đủ. Máy bơm thì để ở phía dưới tầng 1 rồi mọi người ạ. Lavabo này, đấy. Nước là sử dụng nước sạch, điện nước riêng, quý vị chỉ việc xách vali về và ở theo đúng hiện trạng. Mời cùng theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2, một phòng vệ sinh ở phía bên ngoài, một căn phòng ngủ rộng ở phía bên trong, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tông màu sơn chủ đạo là màu trắng, cho nên vào trong không gian nhà chỉ có 30m² nhưng mà cái phòng ngủ cảm giác khá là rộng mọi người ạ. Đó, cái công năng sử dụng thì mọi người cứ yên tâm là đáp ứng cho quý vị ở 2-3 thế hệ thoải mái. Đó, đây, tầng 3 phòng vệ sinh. Tầng 3 phòng vệ sinh thì nó cũng như tầng 2 thôi, sử dụng theo từng tầng hợp lý. Tầng 1, tầng 2, tầng 3, mỗi một tầng một phòng vệ sinh. Vậy tầng 4 thiết kế ra sao? Mời mọi người theo em lên khám phá tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà nhé. Mà em đang bước chân lên trên phía tầng 4 mọi người ạ. Ở trên đây thì có một cái ô dính trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống 4 tầng cầu thang. Và trên tầng 4 của ngôi nhà thì thiết kế như sau. Ở đây là một cái không gian quý vị có thể để làm phòng thờ. Nó rất là rộng. Nếu như mà gia đình nào có nhu cầu thêm phòng thì có thể làm một cái cửa nữa ở đây để tách thêm một phòng nữa cũng khá là hợp lý. Cửa sổ thông thoáng và phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Thì đây mọi người có thể nhìn thực tế. Đây là khu vực để máy giặt, đầu chờ thoát nước, xả thoát nước, ống thoát nước. Đó. Với một căn nhà 31m² thiết kế 4 tầng về ở ngay, giá bán chỉ 1.900.000 đồng thì không còn đòi hỏi gì hơn mọi người ạ. Vị trí đi lại ngõ nông, thông thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu và biết thêm thông tin thì vui lòng gọi điện ngay cho ngõ anh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888011444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em, đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ Nhà Tốt. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau.